Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số đồ nghề và một số đồ linh tinh. Anh em xem có cái gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Anh em gọi cho mình không được vui lòng để lại tin nhắn, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng để anh em đặt hàng. Còn thì mình sẽ báo lại là còn từ 6 giờ tối cho đến 8 giờ tối là mình không nghe máy được nha anh em. Thời gian đó là bắt đầu mình chạy về nhà và mình ăn cơm. Sau 8 giờ thì mình mới bắt đầu nghe máy và mình nhắn tin trả lời cho anh em được. Đó, anh em gọi cho mình không được cũng thông cảm. Rồi, và vẫn như cái quy tắc của mình từ đầu tháng 4 là mình sẽ không ship COD. Anh em nào chuyển khoản thì sẽ có hàng ha. Còn những anh em nào mà đã từng giao dịch COD này kia thì mình vẫn gửi cho anh em thôi. Bình thường, đó là điều bình thường. Còn những anh em nào mà mới mua lần đầu muốn mình ship COD thì vui lòng bỏ qua. Đó, tiền còn không thì anh em nào mà sợ lừa đảo hay này kia cứ tới số 55 đường Song Hành quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 gặp mặt ha, gặp mặt giao dịch trực tiếp nó dễ hơn. Đó, anh em không gọi cho mình mà đến thì nếu mà không gặp mình cũng không chắc được nha. Tại nói chung là trước khi lên thì nên gọi điện hoặc là hỏi hàng còn không. Đó, anh em đừng nghĩ là mình lúc nào cũng chừa sẵn cho anh em, không có, chỉ khi nào mà càng hàng còn mình mới chừa thôi. Đó, và khi mà anh em tới trực tiếp giao dịch thì mình sẽ bớt tiền xăng cho anh em. Đó là với những anh em thiện chí, còn với những anh em không thiện chí thì mình sẽ không bán luôn và thậm chí là không tiếp. Rồi, còn những anh em nào mà nhắn tin chửi bới gì này kia, nói chung là lớn rồi nhưng mà nó trẻ con nên là mình sẽ không nói ở đây. Anh em nào thích thì coi video, còn không thì bỏ qua. Tại vì anh em mà không thích anh em coi thì nó cũng giống như nó tăng cái lượt xem rồi tăng cái động lực cho mình làm việc á. Rồi, thì mình có đôi điều mình nhắn nhủ vậy thôi. Rồi, đầu tiên mã số 1 ha. Mã số 1 ở đây là nguyên một cái Rumine nước này kia để mình lôi ra đây, tại vì cái này nó khá là nặng, nó nặng hình như tới 6 kg mấy á. Ở đây là một cái đống Rumine của Nhật, nó gồm có đây là một cái vòi sen nóng lạnh, vòi sen tắm nóng lạnh của hãng Mim. Đây, cái này nó rất là sáng nên là anh em sẽ không có thấy được nha, anh em thông cảm đó. Anh em thấy không, cái này á thì tất cả cái răng của nó là răng cơ bản thông dụng ở Việt Nam mình. Cái này á thì nó rất là sáng và mình đã test nước rồi là ok. Có điều là anh em nào mà về mà đang muốn thay bộ sen tắm của ấy, cái này nó không có dây nha, nó chỉ là cụ sen tắm thôi. Ở đây là vòi nước ra. Ở đây thì anh em nào nhà có cái này thì sẽ biết sử dụng ha. Đó, mình đã thử rất là chắc cú. Này kia, nóng lạnh nè. Đây là một bộ của nó, một bộ này nó nặng khoảng tầm gần 2 kg nha anh em. 2 kg. Mình sẽ ghi vào đây để cho anh em biết, 2 kg, khoảng 2 kg. Đó, nguyên cái bộ này anh em về coi nó đúng không thì anh em gắn. Tại vì một bộ củ sen này anh em mua của Việt Nam hình như nó cũng khoảng 700-800 cho một bộ không phải inox. Còn cái này là đồng luôn nè. Ở đây nó có cái bộ mình cầm đầu tiên á, nó có một cái răng nè, mình đã giũa sơ lại để cho nó ăn, anh em thấy cái màu đồng nó ra không? Cái này là gắn vào bình thường nha, răng này răng 27. Đây là một bộ nè. Đó, một bộ anh em sẽ bắt vào tường nó sẽ ra hình như vậy. Đó, con dây sen thì anh em tự tùy anh em bắt. Đó. Rồi. Tiếp theo cái bộ cụ tắm sen tắm số 2. Thì đây. Đây là bộ số 2, răng này cũng răng 27 luôn. Đó, đây là cái vòi nước anh em sẽ bắt vào tường nó ra như vậy. Ở đây thì nó mất cái nắp màu xanh rồi. Nói chung cái hàng này, còn cái này thì của Toto. Đó, mình đã rửa sơ lên nó rất là đẹp nha anh em. Mình thử nước vô rồi, ok, kính đầy đủ, không bị xì sọt lung tung. Đó, đây là bộ thứ hai. Mỗi bộ rất là nặng và chắc. Anh em về chỉ cần anh em mà xài được một bộ thôi, anh em gắn đúng nhà tắm của mình một bộ thôi là coi như anh em hồi tiền thiệt. Tại vì một bộ này rất là mắc nếu mà anh em mua đúng hàng Nhật nha. Còn hàng Đài Loan này kia, hàng Việt Nam thì mình không nói. Ở đây mình không so sánh cái mức giá tiền giữa hàng Đài Loan với giữa hàng Đài Loan với hàng Nhật. Đó, tại vì hàng giống như anh em mua một con rim Trung Quốc với một con rim Nhật chính hãng những 20-30 năm trước á thì đấy. Còn đây là cái bộ vòi rửa chén hay gì đó không biết, nhưng mà ở bồn rửa tay, nhưng mà anh em có thể về anh em chế vào cái bồn rửa chén. Ở đây là răng 20-21 để mình lấy thước mình đo. À đây, để mình lấy tiếp cái cụ sen này đi cho nó hết cái bộ cụ sen nha. Đây là bộ cụ sen tắm, cái thế này thì thế nó hơi nằm chài ra ngoài. Những cái vòi này là những cái vòi khi mà anh em ví dụ anh em bắt vào phòng tắm đó, anh em có thể đẩy ra anh em sử dụng ở đây.
hoặc là anh em gặt nó vào tường cho nó khỏi vướng cũng được, tại vì nó làm rất là dài. Và đầu này là đầu tự do nha anh em. Đó, đây là cái lên dây sen. Đó, đây là khóa nước nóng lạnh nè, đầy đủ nè. Anh em chỉ việc mở ra và anh em xài thôi. Răng ở đây, răng thông dụng là 27 nha anh em. Phụ kiện ở ngoài tiệm điện nước này kia rất là đầy đủ. Đó, mình đo cái bước răng cho anh em, chứ không phải là nó xài răng khác hay gì hết. Rồi, ba bộ nha. Đó là mình ba bộ. Rồi tiếp theo cái thứ tư á. Cái thứ tư thì nó là một cái bộ, giống như vòi rửa chén này kia mình không biết, nhưng mà nếu mà anh em mà đang xây nhà hoặc là gì không muốn chế thì có thể chế được cái vòi này làm thành vòi ở trên, đặt trên bồn rửa chén á. Anh em không xài nước nóng lạnh cũng được, anh em vô nước ở hai vòi này luôn, mở bên nào nó cũng ra ha. Vòi nước nóng lạnh á, trên cái bồn rửa chén á, thì ở đây cái chiều dài này của nó là ngang là 24, ngang 24 nha anh em. Răng này là răng 21 quá. Đúng rồi, răng này răng 21 nha anh em. Răng 21. Đó. Thì anh em về anh em chế vào và có nó có thể lay lắc qua bên này hoặc lắc qua bên này. Đó, tại vì hàng Việt Nam mình đi một số khách sạn á thì nó hay bị cái tình trạng là mình bẻ qua bên này. Thì nó không có bẻ qua được, nó không có như hàng Nhật nha. Đó, anh em chế được cái gì thì anh em chế nguyên rồi. Tiếp theo cái nữa là cái này á, là một cái van vòi gì thì mình không biết, của gì mình không biết. Ở đây thì anh em mà muốn xài á, anh em, tại vì ở đây thì mình đoán nó có một cái dụng cụ chuyên dụng, thì ở đây anh em muốn ấy, muốn chế anh em về anh em cắt cái này nó ngắn bớt đi, miễn sao nó còn đây nè, cắt ngắn tới đây mình chỉ luôn nha, cắt ngắn tới đây đó thì anh em vặn vào nó sẽ hở cái cục này ra. Hở cục này ra thì khi đó anh em sẽ làm một cái cây sắt, một cái miếng gì đó bằng với miếng vuông này, và anh em làm cái tay vặn nha. Tại vì lúc khi mà mình thử nước á, là mình mở cái này ra thì hai đường nước vô, một là bên này, hai là bên này, nó sẽ chạy ra đây. Đó thì nếu mà anh em không ấy thì anh em làm một bên thôi, cái đường dưới này anh em bít lại, nó có bán van bít này kia đầy đủ ngoài hết nha. Bít lại thì anh em cắm cái này vô tường và anh em chế một cái tay ra, tay vô ở đây, anh em cắt cái này bớt đi. Đó, nếu là anh em muốn chế những cái vòi này là những cái vòi sống nha anh em, nó không có bị chết. Đó, vòi sống nước xi rất là mới luôn, rất là đẹp ha. Ở đây là một cái vòi sơ cua, đây là cái đây là bịch rác, đây là một cái sơ cua của nó không đồng bộ cái này. Đó, phốt phít gì này kia thì nó rớt ra. Thì nguyên một cái dàn này mình bán là 1.900.000 nha anh em, giá là 1.900.000. Mỗi bộ nó nặng khoảng tầm đâu đó khoảng 2kg á, rất là nặng. Anh em nào mà có dịp vào Aeon, anh em đi tham quan một số cái bộ củ sen này của Nhật á, thì giá nó tầm khoảng đâu đó 5 triệu, 5 triệu một bộ củ sen này nha anh em. Củ sen chưa tính dây. Rồi, mã số 1 là 1.900.000. Mình bán hết không bán lẻ nha anh em. Anh em ấy, tại vì mua bãi giờ rất là căng rồi. Cái nguy cứ này nó nặng khoảng 7kg, 7kg nha, đâu đó khoảng 6,5 đến 7 kg, mình không nhớ chính xác. Rồi. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 ha. Mã số 2 thì mình đây. Mã số 2. Mã số 2 giá là 1.500.000. Giá là 1.500.000. Cái này là của Đài Loan. Khùng này là khùng Đài Loan nha anh em. Khùng Đài Loan. Đây, mình ghi rất là rõ ra là cái nào anh em chịu khó theo dõi đồ Đài Loan hoặc đồ nào của Nhật mình đều nói rõ. Thùng này thùng của Đài Loan. Đây. Chiều dài của nó là 39. Đây, để mình kéo xa ra cho anh em dễ. Chiều dài của nó là 39. 39, giá là 1.500.000, ngang là 19. Và chiều cao là 20. Chiều cao là 20 nha. Dài 39, ngang 19 và cao 20. Đó, thì cái thùng này rất là chắc, thùng này của Đài Loan. Thùng này ở dưới đáy nó ghi là made in Taiwan. Trong này là cái gì? Trong này là một dàn ốc vít và inox. Đây. Cái thùng này nặng là 7kg. 7,5 kg nhưng mà mình tính tròn là 7 kg. Ở đây nó gồm đinh inox. Đây, inox rất là nhiều loại, gồm có lông đền và ốc inox rất là nhiều luôn. Nó lẫn lộn,
tầm lum hết đó, nên là anh em mua về anh em phải lựa ra và tùy theo nhu cầu của nó. Những con ốc vít này anh em nghĩ là đúng, anh em ra chợ mua thì nó đúng là không thiếu gì. Nhưng mà cái hàng từng con ốc của nó rất là chất nha anh em. Inox của nó là inox 201. Ở đây có mấy con ốc đồng nữa. Đó, thì đây, trong này rất là nhiều. Đây anh em nhìn thấy con ốc của nó rất là khác biệt so với ốc của Việt Nam. Là đóng hộp này kia, còn anh em chạy ra ngoài mua 10.000, 15.000 gì đó. Cái chi tiết nó không có được đẹp như những cái này. Cái này là inox nè. Thì mình luôn để luôn hai cái màu cho anh em. Một bên là inox, một bên là màu sắt, nó sẽ khác nhau. Đó, anh em thấy cái màu nó khác nhau không? Đó, màu inox là màu bên này. Anh em về anh em nhìn ngoài trực tiếp thì thấy nó sẽ thấy rõ hơn. Thì cái này gồm cả ốc vít này kia nặng khoảng 7 kg, giá là 1,5 triệu. Đó. Đây. Trong này là những con ốc vuông, ốc này là ốc chuyên dụng, anh em phải có mũi bắt mới được. Đó này, nếu mà anh em ở nhà mà lâu lâu bắt tắc kê hay này kia, có một hộp này nó rất là tiện, anh em đỡ phải ra mua. Và nếu mà anh em bắt đồ trong nhà tắm á, thì sử dụng những con ốc vít này, inox nó rất là đẹp, nó không có bị là lên ten nha, nó không có bị lên ten như là một số đồ Việt Nam anh em ra ngoài anh em mua. Đó, đây đầy đủ hết, đầy đủ. Đây, những cái hộp ốc này kia rất là ok, đều có thông số của nó, nói chung rất là nhiều, nó nặng tới 7 kg lận. Và nhiều anh em nghĩ là cái thùng này mình bán ốc, nhưng thực sự không phải. Cái này mình cũng bán thùng, cái thùng này rất là chắc. Nó rất là nhiều loại inox này kia, đầy đủ tùm lum hết. Đó, anh em có thể thấy ở đây à, tắc kê tường này kia, nói chung anh em nào muốn tiện hay ấy. Ốc cốt nè, cũng lớn nè. Từng con ốc nó đều dán tem và mã vạch nè. M12 nè, dài 195 nè. Là dài con ốc này, ốc 12 là dài là 119,5 cm. Đó. À, có cả ốc inox lớn nữa. Đó, cái thùng này cũng rất là chắc chắn, mặc dù là hàng Đài Loan nhưng mà anh em đừng chê nó. Đây, cái thùng. Mình là nặng khoảng 60 kg, 61 kg, bây giờ mình lên ký rồi, mình nặng 60 kg. Đây, mình sẽ đứng lên cái thùng. Đó anh em thấy không? Cố mình nhúng nó nè. Rất là chắc, mặc dù là nhựa dẻo nhưng mà ok lắm, đứng lên không rất là vững nha anh em. Đó, ở dưới đáy của nó là đóng mắc in Taiwan, nó làm một cái khung rất là vững vàng cho anh em. Thùng này không cứng, không móp, không mẹ, không gì hết, rất là dày, mặc dù nó nhựa dẻo nè, anh em thấy mình ấn vào không? Nhựa dẻo nhưng mà rất là chắc nha. Giá là 1,5 triệu. Nặng 7 kg. Rồi, tiếp theo mã số 2, mã số 3. Mã số 3 là một cái thùng nó chẳng có tên tuổi gì hết, đúng là nó có tên nhưng mà tên của nó là tên là Hoyan, nhưng mà nó mất cái mạc đó rồi nên là mình cho nó là không tên tuổi đi ha, nhưng mà mình nói là của Nhật. Anh em nào tin thì mua, không tin thì thôi bỏ qua. Thùng này mình khẳng định nó là của Nhật. Tại vì mình bán cái thùng này là thùng thứ 5, thứ 6 gì rồi. Đó, thì cái thùng này bằng nhựa ABS, bằng nhựa ABS nha nè. Tổng quan của nó nè, bốn mặt. Đó, khóa khuyết này kia, mình cho anh em coi tổng quan trước. Và anh em nên coi kỹ, nghe kỹ nha nè. Những cái nào mình nói của Đài Loan và của Nhật thì để mất công, tránh mất công mà anh em về anh em nói thế này thế kia, mình thì lúc nào nó cũng rõ ràng. Rồi, chiều dài của nó là 40. Đâu, để mình đo coi. Chiều dài nó là 40. Chiều cao là 18. Và chiều ngang là 20. Đây, cái thùng này cũng rất là chắc. Thùng này bằng nhựa ABS nha anh em. Rất là khó bể và rất là khó bị nứt. Đây, mình cũng đứng lên. Đây là hai cái bát của nó. Thậm chí đứng lên đây luôn. Đó. Đây là nhựa ABS. Đó, mình nặng khoảng 60 kg á. 60, 61 á. Những cái thùng mình bán nó đều rất là chất lượng nha, mình đều thử hết chứ không phải là không. Đó, khóa rất là chắc chắn. Ở đây có cái nút khóa cho anh em luôn. Đây, thùng bên trong đẹp, nhựa ABS mới cứng. Vách chia anh em có thể chủ động anh em chia hoặc là không xài cũng được, không xài anh em tháo ra.
đó. Anh em về có phải thể vệ sinh lại, mình chỉ vệ sinh sơ sơ thôi. Đóng gập rất là ok. Đó. Giờ ABS nha anh em. Giá là 1 triệu. Những cái thùng này mình không bao ship, anh em nào mà chuyển khoản vui lòng muốn mình bao ship, mình chuyển khoản thêm 50.000 mình sẽ hỗ trợ tiền ship thôi, chứ mình thật sự không bao được. Tại vì bao ship nó hết 100 mấy chục ngàn rồi, không có lời. Mà không có lời thì bán làm gì, đúng không? Đó thì mình nói thẳng. Những cái thùng mình không bao ship, anh em nào muốn mình bao ship thì mua của người khác, và mình khẳng định như vậy luôn. Đó. Cho nó rõ ràng, nhiều anh em kêu mình chuyển khoản bao ship không, mình chuyển khoản mình không bao ship nha. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cái hộp. Cái hộp đựng hộp tiếp của hãng Tone, logo nội địa nè, hơi cũ, giá là 220.000. Đó, đây là đựng của hãng Tone. Đựng 10, 12, 13, 14, 10. Đó, về anh em sắp xếp vào đây thôi. Anh em có thể vệ sinh, mình chưa vệ sinh, hàng bãi về chưa vệ sinh. Đó, anh em nào mà muốn gọn đầu điếu này kia thì anh em có thể để vào. Giá của nó là 220.000. Ha, đầy đủ nha. Đó. Cái này là nó đựng tiếp thôi, nên là mình không có đo kích thước cho anh em. Anh em có thể hình dung ra để anh em để được một cây cần tự động, một cây nối và một cây trượt. Số thì từ 10 đến 26. Anh em có thể biến tấu lại, anh em có thể bỏ số 15 đi, anh em bỏ thêm số 10, số 8 cũng được, 8, 10, 12 rồi đó. Tùy anh em. Giá của nó là 220.000, rất là tiện. Rồi. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cái cây đèn. Cây đèn có đường kính là 20 nè, đường kính là 20 nha. Cây này đèn là đèn LED. Đó, đèn này đường kính 20 thì cái này lượm ở bãi về đây hình như nó có dấu bị sơn lại nè anh em thấy không? Có dấu bị sơn lại cái gì á. Đúng rồi, tại vì cái này thấy nó bị mục nè. Một số chỗ này nè. Đó, nhưng mà để xài cũng không sao. Đó. Chỗ này giống như nhựa nó bị lão hóa đó. Thì ở đây là một cây đèn chống nước. Anh em có thể để bàn như vậy. Rồi, anh em có thể để bàn. Hoặc là về anh em bắt hai cái ấy, anh em treo lên và anh em điều chỉnh cái hướng xoay của nó. Hoặc anh em để làm việc này kia treo. Đây, cái đèn này là đèn chống nước nha anh em. Làm việc ngoài trời. Giá là 350.000. Đây, khi mà mình vặn ra đây. Đèn này thì hiện tại nó đang xài bóng 110. Xài bóng 110. Đó. Cái chân nó rất là chắc chắn chứ nó không lọc như hàng Việt Nam nha. Đó. Anh em nào muốn so sánh giá thì cứ ra ngoài mua hàng Việt Nam về rồi so. Tại vì hôm qua mình bán thì có một người hỏi là sao cái mặt hàng này, hàng mới nó có 1 triệu mà mình bán 700. Thì mình kêu là, thì mình không nhớ mình nói sao, nhưng mà nếu mà so sánh như vậy thì anh cứ đi mua về rồi anh so sánh. Tại vì hàng 1 triệu mình chắc chắn là hàng nhái, nhưng mà mình không có nói. Tại vì mình muốn để cho họ tự tìm hiểu thôi. Cái gì nó cũng phải trả học phí hết nha. Đó. Cái đèn này thì hiện tại là nó đang sử dụng là của hãng Sharp. Điện 100V, công suất là 8,1W. Đây, mắc in China chà bá luôn nè. Anh em thấy không? Nhưng nó là đèn LED. Thì anh em muốn xài 220, anh em ra tiệm điện, anh em mua một cái bóng đèn LED đuôi E27 nha. Là người ta biết cái đuôi này là đuôi thông dụng. Anh em chỉ việc gắn vào và anh em xài thôi. Anh em muốn đổi 220 á. Ở đây nó có ron chống nước nha. Ron chống nước. Đó, anh em cứ thế anh em gắn vào xài thôi. Đó. Còn anh em, cái đèn này mình đang gắn cho anh em là đèn zin của nó đang là bóng 100. Đang là 100V. Đây mình sẽ bật lên cho anh em, ở đây là công tắc của nó. Dây zin. Dây zin dài như khoảng 5m, ở đây nó bó lại mình chưa có đo. Nhưng mà ở đây nó đứt thì mình có làm lại cái đuôi cắm nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắm đo cho anh em. Đó, bóng đèn màu vàng. Màu vàng nha anh em. Màu vàng ở đây. Đó, công tắc nó nằm ở đây. À, ở đây nó có hai cái lỗ nữa nè. Hai cái lỗ nó bị dán cái gì đó, hình như nó dán để chống nước. Đó, thì giá nó là 350, anh em xài vẫn ok. Anh em mà muốn đổi á thì anh em mua cái bóng 220 về anh em đổi vào. À, còn bóng này đang là 110.
Rồi, giá là 350.000. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì ở đây mình xin nói trước, đây là một cuộn thước nó bị lỗi. Lỗi nó là gì? Thì đầu tiên giá là 320 ha. Lỗi của nó đầu tiên là ở đây mình mua về mình không để ý. Đâu rồi? Nó đã bị chế đây nè, nó gãy cái khúc khúc ấy đây nè. Mình không để ý là nó đã bị chế cái con ốc này để giữ cái đoạn cuối cùng của thước lại. Và mình bung ra hết thì mình để mình coi thì là nó khoan qua tới đây. Khoan qua tới đây và nó làm rất là chắc chắn. Đó, cái thứ hai. Cái thứ hai là cái tay cầm này nó bị nứt. Đây, anh em thấy không? Đâu rồi, để mình ở đây, anh em thấy nó bị nứt không? Nhưng mà mình thử rồi thì nó vẫn là chắc chắn, anh em có thể về dán keo hoặc gia cố thêm. Anh em nào biết làm thì mua cái thước này nha. Còn không thì để xài. Tới đâu thì hay tới đó, còn anh em nào có thước sẵn rồi thì mua về coi như lấy bỏ bộ khung, lấy cái cọng dây để sơ cua cho thước của anh em thôi. Tại vì cọng dây của thước Nhật nó rất là chắc. Đây mình ví dụ nha. Mình ví dụ đây là một cái cây thước đạn của Nhật đi. Mình sẽ giật nó ra để xem nó giãn được bao nhiêu. Thì thật sự thẳng thắn mà nói mình không có kéo nổi. Đó, mình không có kéo nổi để mà nó giãn ra tới cái mức nào nha. Đó. Thì cây này đang là của hãng gì thì mình cũng chả nhớ, quên là KDS. Của hãng KDS nha anh em. Dài 50m. Đây, 50m. Thước này còn rất là đẹp. Để mình kéo hết ra cho anh em. Nó còn rất là đẹp. Cây này là hai mặt số nha, mặt in Japan. Đây, hai mặt số, mặt trước nè và mặt sau. Chữ số lúc nào nó cũng rõ ràng. Đó, nó dính dơ dơ màu đỏ đỏ xíu thôi, còn lại rất là đẹp. Đó. Thì ở đây nè, mình nói tại sao anh em vẫn xài được là tại vì khi mà mình thử để mình cuốn vào thì nó vẫn rất là chắc, chứ nó không có bị là gãy. Nếu gãy nó gãy trước rồi, anh em về chỉ việc gia cố dán keo hay gì đó vào là xài thôi. Hoặc là anh em để xài cũng được, liều thì để xài cũng được, chứ đâu có sao đâu. Đó, tại vì mình không biết mình mua về nha. Nên là bây giờ bán lỗ hơn so với cả lúc mua nữa. Rồi, giá là 320.000. Ha, mà tất cả các thứ mình đều nói kỹ hết. Đó. Anh em không coi kỹ, anh em cứ coi hình xong rồi chốt hàng, nhận hàng lỗi xong rồi hỏi xong là tại sao mình bán hàng như vậy này kia, mình không chịu trách nhiệm nha anh em. Và mình sẽ chặn số liên hệ. Tại vì cơ bản anh em mình đã nói rất rõ trên clip. Đó, và mình sẽ không mua bán với những người nào không coi rõ mà cứ chốt hàng xong rồi về rồi trách mình. Ha, mọi thứ ở đây đều tất cả đều rõ ràng. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 giá 850.000 là một cái bộ đầu cờ lê. Cờ lê hệ vòng miệng, nửa vòng nửa miệng của Đài Loan. Mình nói cái này của Đài Loan nha. Đó, nước siêu rất là mới, bộ này rất là đẹp. Bộ này thì nó chuyên dụng, anh em nào mà có cần tự động, cần lực của nó anh em mới xài được, còn không có thì thôi. Đó, nhiều khi anh em có cần mà không có đầu nha. Ở đây thì nó số 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Đó, 19 đầu. À, từ 10 đến 19, 2, 4, 6, 8, 10 đầu. Giá của nó là 850.000. Mình xin nói là hàng này là hàng Đài Loan, không phải hàng Trung Quốc. Tại vì cái nước si hàng Đài Loan với hàng Trung Quốc nó rất là khác nhau. Đó, và cái gia công chi tiết của nó sắc sảo hơn rất là nhiều so với hàng Trung Quốc. Đó, một bộ cờ lê anh em mua hàng Trung Quốc bán ở chợ Tà Uyên nó chỉ khoảng 200.000 thôi. Và anh em nhìn nó như là một cái đồ bỏ đi, y như là dập tay ra vậy đó. Anh em cứ mua về so sánh và cái hàng này cầm lên thì nó rất là đẹp. Hàng này chưa qua sử dụng nha. Đó, hàng này không phải hàng trôi nổi trên thị trường. Hàng này hàng Đài Loan. Rồi. Tiếp theo mã số 8 giá 700.000. Ở đây mình nói luôn, đây là một bộ cờ lê hệ in của Đài Loan xuất qua thị trường Mỹ, RS487-062. Đó, cái này trên trang chủ của nó có nha. Bộ này là mới nguyên chưa sử dụng, 246 cây. 6 cây giá 700.000. Bộ này là bộ cờ lê hệ in. Nó gồm có 1/4 là 5/16, 3/8, 7/16 là 1/2, 9/16. Anh em nào mà làm xe Mỹ hoặc xe của nước Anh á, chơi xe Mỹ á, thì anh em sẽ cần tới bộ này. Bộ cờ lê hệ in này thì mua nó khó,
nhưng mà ít, rất là ít khi xài. Chỉ một số công việc chuyên dụng mà anh em sửa trên xe Mỹ, hoặc nói chung hiếm lắm. Anh em mà có xe Mỹ thì mới phải mua, còn không thì xài đồ Nhật này kia cũng rất là ít khi phải xài tới cái này. Nhưng mà khi cần thì kiếm không có, nó là một dạng như vậy. Đây, bộ này mình nói luôn là của Đài Loan nha. Rất là đẹp. Anh em có thể thấy RS nè. Rất là đẹp, trong miệng nó nè, chưa qua sử dụng nha. Nó rất là đẹp luôn. Cái này thì anh em cầm trên tay nó sẽ đẹp hơn, là chất liệu là chrome vanadium. À, một chất liệu chuyên để làm đồ nghề, rõ ràng. Hãng này hãng RS. Mặc dù nó là hàng bãi nhưng mà nó vẫn phải có tên tuổi và nó là hàng Đài Loan, chứ xuất qua thị trường Mỹ và thị trường Nhật. Đó, hệ in. Chứ còn hệ mét thì mình cũng chẳng lấy về đâu. Hệ mét thì tại vì nó thông dụng quá rồi, hệ in thì nhiều khi một số người họ sẽ cần. Đây, nguyên bộ, nguyên bọc. Đó, giá của nó là 700 ngàn. Bọc nó cũng rất là đẹp nha anh em. Anh em nào mà chơi xe Mỹ á, mà hay phải đi đây đi đó thì nên thủ sẵn một bộ, tại bộ này rất là hay. Tiếp theo mã số 9 là một cái vòi nước tưới cây của hãng Kakudai. Kakudai. Cái này thì mình đã test rồi, nó chỉ xịt được một cái tia thẳng thôi nha anh em. Xịt một cái tia thẳng. Tia nhỏ thì nó không có được đẹp lắm. Đồng còn sáng giới à. Và đây là nguyên một đạn ống đồng luôn, mình đã uống cao su non rồi. Và anh em chỉ cần cho cái gì ta? Cho cao su non vào đây và anh em xiết cái này lại là gắn vô nước vô vài xài thôi. Cái này nặng khoảng 600 g, rất là nặng. Đồng nguyên khối nha. Cái này thì khi mà anh em sử dụng, anh em quăng lăn lóc ngoài vườn nó cũng không có xét được, tại vì con ốc này inox, vòi này bằng đồng, bằng thau, không có bị xét. Giá là 300 ngàn. Đó, anh em bắn lên như vậy là anh em dùng để rửa xe này kia được hết rồi. Ok. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cây thước gốc, giá của nó là 350 ngàn, còn rất là mới, chưa qua sử dụng, là mình để giá ở đây. Đây là nguyên một cây thước nè, mình sẽ bóc nó ra. Đây, chiều dài là 25, thước vuông gốc 25-50 của hãng Shinhwa, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, đầy đủ thông tin chi tiết rõ ràng như ban ngày, cực kỳ đẹp luôn, rất là dày. Cái chiều dày này của nó là dày khoảng hình như 2-3 ly gì đó, mình không nhớ. Đây, để mình đo cái chiều dày của nó. Chiều dày của nó là 2 ly nha anh em, 2 ly. Đó, thì cái chiều dày này nó giúp thước ít bị cong vênh. Nó góc còn sắc cạnh đầy đủ, giá là 350 ngàn, đầy đủ vỏ bao luôn. Nó không phải là một loại thước mỏng nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là một cây xẹn. Cây này của Đài Loan, đợt này hàng của Đài Loan về nhiều lắm. Tại vì nó không có tên tuổi nên mình không có khẳng định được, nhiều khi nó hàng Mỹ không chừng nữa, nhưng mà thôi cứ cho là Đài Loan đi, tại vì nó rất là dày. Mình không dám chắc nên là mình để như vậy luôn nha anh em. Mình không dám chắc nên là mình không khẳng định nó là của Nhật hay của gì. Mình chỉ biết nó hàng bãi thôi, nhưng mà hàng bãi thì nó cũng phải có tên có tuổi. Đây là một cái lưỡi xẹn gấp gọn rất là dày. Đây, cái này mình chưa có vệ sinh đâu, mình chỉ mới đánh lên thôi. Chiều dài tổng của nó là 58 nha nè, 58. Đó, chiều dài tổng là 58. Cái mặt này là ngang là 14 và chiều dài của nó là 22. 14 dài 22. Cái này rất là dày. Nó ở đây thì nó có một số chỗ nó rỗ nè, do nó để lâu ngoài bãi nè. Nó rất là dày nha anh em. Và ra vô nhẹ nhàng luôn. Mặc dù mình chưa có vệ sinh, anh em có thể làm nó thành một cây cuốc cũng được. Đó. Phản lên rất là cứng cáp chứ nó không lỏng lẻo. Chứ nó hàng Trung Quốc lỏng lẻo thì mình không nói làm gì rồi. Cực kỳ cứng cáp luôn.
Đó, anh em có thể xếp gọn lại. Đây. Rồi. Đó, thì giá của cái này mình bán giá là 500. Anh em nào ưng thì mua, không ưng thì thôi. Cứ có hỏi mình tới cửa hàng gì mình cũng không biết nha, cứ cho nó của Đài Loan, Trung Quốc gì cũng được. Ưng mắt thì mua. Rồi, thì hôm nay video clip của mình nó có như vậy thôi. Anh em xem có cái gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng. Anh em nào mà không thích á, có nhắn tin chửi á, cũng chẳng có làm gì được mình đâu. Đó, mình nhắn tới một vài cái thành phần gọi là nhìn nghe mình nói cái nó tức lên, nó không có làm gì được á, nhắn nhủ vậy thôi, chứ còn mà địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ nhà, số này nhà mà có này kia đó, cứ gặp mặt rồi chửi trực tiếp thì nó dễ hơn, đúng không? Rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video clip tiếp theo.